Xin chào quý bác sĩ, đây là video giới thiệu các tính năng nổi bật của ứng dụng Docosan Pro. Đầu tiên, đăng nhập vào Docosan Pro. Trên thanh menu, bác sĩ có thể quản lý lịch làm việc, quản lý bệnh nhân, quản lý thông tin phòng khám, quản lý nhân viên, thêm các dịch vụ thăm khám, cài đặt chương trình khuyến mãi và các cài đặt khác của phòng khám. Cảm ơn quý bác sĩ đã theo dõi.